Xin chào các bạn đang theo dõi kênh video chuyên cung cấp phụ tùng xe 3 4 bánh xe điện motordien.com và tên trang web của mình cũng cùng tên đấy luôn các bạn nhé. Các bạn có thể xem trên trang web hoặc xem trên YouTube. Trên trang web thì nó sẽ cố định mà các bạn tìm nó rất là dễ theo đầu mục. Còn trên YouTube thì các bạn vào kênh chọn danh sách phát, các bạn sẽ chọn theo từng hạng mục một. Hạng mục xe ATV, xe 4 bánh điện, xe 4 bánh xăng, xe 3 bánh điện và xe 3 bánh xăng. Thì trong video này xin giới thiệu đến các bạn một cái bộ ATV nhỏ. Nhỏ thôi chứ còn chỉ cần các bạn thay bánh to lên thì nó sẽ là bộ to thôi. Ở trong này bộ bánh của nó đường kính là 30 và bản rộng 12 lốp vuông. Hàng chất lượng các bạn nhé. Lốp rất là chất này. Đây là lốp bản vuông này. Đấy. Lốp này thì bên em có rất là nhiều mẫu cho nên các bạn có thể chọn tùy. Đằng sau thì có phanh trục thì không vi sai các bạn nhé. Vô lăng thì có đường kính là 30 cm. Hệ thống thước lái khớp lối là bên em đưa đầy đủ hai chân ga, một chân ga, một chân phanh dầu. Đấy, như này. Củ phanh, củ lái đằng trước thì thuộc loại củ lái thẳng. Đấy, các bạn về nhà bắt thẳng được. Cái bộ này là bộ tương đối rẻ. Vô lăng thì là loại này, có lắp đậy như này, lắp đậy trang trí. Ngoài ra thì có bạn nào thích loại vô lăng đẹp hơn thì có thể sử dụng loại vô lăng này. Đấy, vô lăng này có đường kính khoảng 35, nó to hơn vô lăng này một tí. Đấy, vô lăng to, đường kính 35. Vô lăng này thì chỉ chênh tiền so với vô lăng kia một chút thôi. Đấy, nó khoảng chênh nhau khoảng 70.000, 80.000 thôi. Thì tùy các bạn lấy loại nào lấy. Cái loại này thì nó có cả công tắc còi. Đấy, nhưng mà các bạn phải biết làm cơ chứ không phải là lắp làm được ngay. Chênh nhau 80.000, tuy nhiên thì cái củ khớp, củ xoay này nó sẽ chênh nhau nhiều hơn này. Đấy, thì đây là chọn bộ của nó như vậy. Giá thành thì xin trả lời các bạn ở phía dưới phần mô tả sản phẩm hoặc là phần comment ở dưới. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và xem video của mình. Xin nói thêm một nữa là cái trục sau này thì nó có nhiều loại nhé. Loại 65, 85 và 1m thì chưa tính bánh. Cái này 1m thì nắp bánh nó sẽ ra khoảng 1m1. Cứ tính như thế.